thượng giao tiếp một cái con máy xay thịt của Nhật. Con máy rất là mới, gần như là bên Nhật họ chưa dùng. Con này để được sản xuất năm, nó ghi năm sản xuất là 2017 nhé, 2017, 500 ml. Xem là ghi bao nhiêu watt đây. 280 watt các bạn nhé, 280 watt nhé. Đây, cối này rất là mới này. Con này lưỡi dao kép cực sắc luôn nhé, sờ vào lưng đứt tay ngay đấy. Hàng Nhật mà, trên cái chất liệu cái dao này các bạn này, hàng Nhật nội địa nó khác, cái chất liệu dao là rất là tốt, là sắc và nó bền. Đấy, cái chất loại thép này, loại thép của nó tốt. Không như mấy cái hàng Trung Quốc họ liên doanh. Cái cối này là bằng thủy tinh, nó rất là dày dặn nhé. Cái ưu điểm cả đây, cái lòng này của nó này. Em thì không biết gì về bao nhiêu thịt, nhưng mà nó mắc mỗi lần xay đây. Nếu mà cứ xay mỗi lần cho thịt đầy nửa cái cối này là được. Này. Trong mỗi lần phải thay xay được 1-2 lạng thịt, xay nhiều lần chứ không phải cho cả một cái đầy vụ này đâu ạ. Đấy, cái ưu điểm của cái cối này này các bạn này, là khi mình dùng xong cái bình rửa nó như cái bát ấy, nó rất là vệ sinh sạch sẽ nhé. Nhưng bây giờ nhiều các bác xay mua thịt mà mình xay ở ngoài quán ấy, nó có cái cối nhồi ấy, nó rất là bẩn, chả biết là họ có vệ sinh cho mình sạch sẽ cái cối trước khi là mình xay không. Nên là nếu bác nào mà sạch sẽ thật, mình mua cái này mình xay, mang về nhà mình xay này. Đây nó là cái máy xay thịt chuyên dụng chứ không phải là máy sinh tố kết hợp với cả máy xay thịt, chứ là cái cối này của nó rất là to. Đấy, cối rất là to mà nó sạch sẽ, thủy tinh rất là dày các bạn nhé, cực dày luôn, chắc chắn. Đấy, khỏe. Đấy, chiếc này thì em bán là 780.000 nhé, điện 100V, bác nào lấy alo em, 780.000. Đặt vào thì các bác nhìn là nó có cái chấm đây này. Đấy, chấm đây nhé, em giác thì mình đặt nó vào cái chấm vào đây. Đấy, chấm đây. Đấy. Chốt cho lại Loen theo hai số điện thoại này các bạn nhé. Các bạn xem kênh thì cho em xin một cái đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn.